Chúc mừng năm mới anh bạn. Tôi đã chuẩn bị một món quà cho sự khởi đầu của chúng ta cho năm mới. Tôi có thể mở nó chứ? Tất nhiên rồi, mở ngay đi. Con thật ngọt ngào. Cho tôi xem, Cậu biết đấy, có lẽ tôi... Tôi yêu cậu quá anh bạn.